Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành một thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người, có thể gửi về Gmail nè, hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một cuối tuần nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện này được xảy ra cách đây rất là lâu về trước rồi. Thì ở trong cái vùng này đó mọi người, thời điểm đó có một cái người đàn ông rất là nổi tiếng về độ giàu có là ông Lý. Ông Lý này tiền thân của ổng vốn là dân anh chị. Ngày trước thì ổng đâm thuê chém mướn với lại là đòi nợ. Sau khi mà chính quyền phát triển thì dẹp loạn đi, thì ổng không có làm cái nghề đó nữa. Ổng dần dần chuyển qua kinh doanh buôn bán. Thì ổng buôn bán muối á, nhưng mà chắc có lẽ là bởi vì ổng đã ra xã hội từ sớm nên là ổng có kinh nghiệm. Ổng buôn bán một thời gian thì ổng phất lên và ổng trở thành một người rất là giàu có luôn. Cùng thời với ổng thời điểm đó là có một cái ông này là ông Toàn. Ổng cũng giàu ngang ngửa với ông Lý, nhưng mà ông Toàn á, ổng không phải giàu có do bản thân của ổng, mà ổng giàu có từ thời ba của ổng rồi. Ba của ông Toàn á, ngày xưa là kinh doanh buôn bán gạo. Sau này thì ổng mất á, thì đưa lại cái việc kinh doanh cho con, tức là ông Toàn á. Thì ông Toàn ổng nối nghiệp ba ổng cũng buôn bán kinh doanh, rồi ổng cũng giàu có luôn. Nhưng mà tính cách của hai cái người này á, là hoàn toàn trái ngược nhau. Ông Lý á, ổng cực kỳ là hung dữ và ác luôn mọi người. Còn ông Toàn thì ổng hiền ơi là hiền. Ông Toàn này là ổng thường xuyên á, là làm việc từ thiện, rồi phát đồ ăn cho mọi người. Nhiều người ở trong cái vùng này á, người ta thương ông Toàn dữ lắm. Bởi vì ổng giàu nhưng mà ổng không có hống hách. Rồi hả, ổng thường xuyên làm này làm kia giúp đỡ mọi người. Nhà của ổng thì cũng chẳng có kẻ ăn người hạo gì hết á. Ổng với vợ ổng là sống với nhau hạnh phúc. Sau này thì vợ của ổng cũng sinh ra cho ổng được một đứa con trai. Còn ông Lý này thì ngược lại hoàn toàn. Ổng ác tới độ mà có tiếng luôn á. Có một cái câu chuyện là như thế này. Thời điểm đó là ông Lý ổng có nuôi một cái con chó. Trong cái lúc mà ổng đi ra ngoài chợ để mà đòi tiền mọi người đó, thì ổng có dẫn theo con chó. Mà chó thì mọi người biết đó, đôi khi là nó thay ăn vạ cái chỗ này, ăn vạ cái chỗ kia. Thì có một cái người đàn ông trong chợ là đang buôn bán như vậy, thì cái con chó của ông Lý á, nhảy vào để mà ăn đồ ăn của cái người đang bán như vậy á. Đâm ra là cái ông bán đồ á, ổng mới đuổi con chó này đi. Ông Lý ổng thấy người ta đánh đuổi con chó của ổng, thì ổng điên cuồng ổng nhào vào nha. Ổng lấy cái cây mà bo ton ổng đang cầm trên người, ổng quất vào cái người đàn ông buôn bán đồ. Ổng vừa quất ổng vừa chửi, cái thằng mắc dậy. Mày nghĩ sao? Mày nghĩ sao mà mày dám đuổi, dám đánh chó của tao? Chó của tao là ăn đồ ăn còn ngon hơn của mày nữa kìa. Mày á còn hèn mọn hơn cái con chó nhà tao nữa. Chó nhà tao là có kẻ hầu người hạ, hả, được ngủ trong nhà cao cửa rộng. Còn mày thì sao? Phải lăn lộn ở ngoài đường để mà buôn bán, rồi ngủ nhà tranh vách lá. Mà mày dám đụng cái tay mẫn thiểu vô chó tao. Là ổng vừa chửi là ổng vừa quất người ta. Trời ơi, quất mà bao nhiêu người xung quanh người ta không dám cản. Bởi vì thật ra ai cũng đều biết ổng ngày trước là giang hồ. Bây giờ ổng kinh doanh buôn bán, ổng giàu có, thì ổng cũng đút lót cho nhiều người lắm. Nên là đâu có ai dám làm gì ổng đâu. Dù cho thời điểm ngày xưa hay là bây giờ, cứ ai giàu có là người ta có cái quyền hạn bắt nạt người khác. Nên là hả, anh bán hàng đó anh phải chịu trận luôn. Thì sau sự việc đó là mọi người người ta rất là ghét ổng. Nhưng mà chuyện đâu có dừng lại tại đó đâu mọi người. Ngày trước á, hay là bây giờ á, thì người ta luôn luôn có một quan niệm là như thế này. Một nước không thể có hai vua, một núi không thể có hai hổ. Mặc dù là ông Toàn không đụng chạm gì tới ông Lý, nhưng mà ông Lý rất là ghét ông Toàn. Tại vì á, ổng không có muốn ở trong cái vùng này có một người giàu ngang hàng với ổng. Ổng tìm đủ mọi cách để mà hãm hại ông Toàn. Thật ra thì cái lúc mà ổng hãm hại á, là ổng Toàn đứng đằng sau lưng thôi. Ổng mua chuộc người này, mua chuộc người kia để mà làm ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của ông Toàn. Nhưng mà ông Toàn thì ổng cũng đâu có ngu đâu mọi người. Nên là ổng đều giải quyết rất là ổn thỏa. Chắc có lẽ là bởi vì á, ông Lý ổng sống ác quá, nên là vợ của ổng chết từ cái thời còn khá là trẻ. Năm đó thì ổng với vợ của ổng á, là đã có với nhau là một đứa con gái rồi. Cái đứa con gái này khi mà 5 tuổi á, thì vợ của ổng là đẻ thêm một đứa con trai.
Nhưng mà cái đứa con trai vừa mới lọt lòng á, thì vợ của ông vì quá là đuối sức, tại vì kiểu như là khó sinh á, nên là cũng qua đời luôn. Kể từ đấy thì ổng không có đi thêm bước nữa. Ổng sống như vậy nuôi hai đứa con, bởi vì thương hai đứa con á, là mất mẹ từ nhỏ, nên là bao nhiêu tình thương, bao nhiêu thứ là ổng đều dồn cho hai đứa con. Đâm ra là tụi này nó được nuông chiều từ nhỏ, dần dần là tính tình của tụi nó rất là kiêu ngạo. Tụi nó xem người giúp việc trong gia đình á, giống như là kiến bò dưới chân gì đó, sẵn sàng để cho tụi nó họ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà những người ăn cái ở đó thì người ta sợ lắm, người ta không có dám phản kháng lại. Bởi vì ông Lý ổng rất là ác mọi người, ổng sẵn sàng là giết người không ghê tay luôn. Những người làm trong nhà của ổng là biết rõ những cái sự việc mà ổng làm. Bình thường là ổng đã ác, ổng đã tàn độc rồi. Cho tới một ngày á, là cái sự ác độc của ổng ngày càng cao hơn, bởi vì có sự xuất hiện của một người đàn ông. Cái người đàn ông này vốn dĩ ngày trước là đại ca của ổng, thì không biết như thế nào là bỏ trốn mọi người. Tới khi mà quay về cái vùng này nè, tìm gặp ông Lý, thì ông Lý ổng nhận ra được cái người đại ca của ổng là ổng cũng mời vào trong nhà. Thì khi đó đó là người làm trong nhà ta mới nghe là cái người đại ca này nói là bây giờ là không có công ăn chuyện làm, biết được là ông Lý giàu có nên là mới tới đây á, để mà xin ông Lý á, là cho làm việc cho gia đình của ổng. Thì ông Lý ổng nói thiệt, bởi vì ổng là dân anh chị mà, nói chung á, là người ta rất là cả nể, nên là ổng đã nhận cái người đại ca này năm xưa vào làm cho ổng. Thì cái người đại ca này á, đâu có biết làm gì ngoài cái chuyện mà hả đánh đấm. Thế nên là ông Lý á, là ngoài sáng, còn cái người đại ca này á, thì ở bên trong tối, bắt đầu là đi chèn ép những cái người thương lái buôn bán. Ai mà khó chịu giọng một cái là tối hôm đó là cái người đại ca á, sẽ chùm mặt để mà đi tới để mà hỏi chuyện. Người nào nhẹ nhẹ đó là bị đánh vài cái thôi, còn người nào mà nặng ta nói có thể là mất một ngón tay hoặc là thân tàn ma dại luôn, đánh cho phế cho tàn. Lúc đó là ai cũng đều biết là ở phía bên trong nội tình là như thế nha, nhưng mà người ta không có dám ra mặt. Và cứ như vậy là ổng được nước, ổng đạp gió, ổng đi tới, ổng chèn ép người này, ổng bắt người kia là phải bán cho ổng với giá rẻ, rồi hả thứ này thứ kia đó mọi người. Nên là dần dần là ổng ngày càng ổng giàu có. Và khi mà ổng giàu có quá mức như vậy á, là ổng lại càng tham lam hơn nữa. Ổng nhìn vào nhà của ông Toàn đó, ổng thấy là ông Toàn này ổng kinh doanh gạo cũng khá là tốt, bởi vì nguyên cả cái vùng này là chỉ có một mình ông Toàn kinh doanh gạo thôi. Ông Lý này ổng rất là muốn chiếm trọn đi hết toàn bộ cái việc kinh doanh đó. Và rồi mọi người biết chuyện gì không? Trong cái đêm đó thì nhà của ông Toàn gặp cướp, mà cái tụi cướp này á, nó giết gia đình của ông Toàn rất là man rợ luôn. Khi mà mọi người phát hiện á, là ở trong nhà ổng nha, là ông Toàn này á, ổng đã bị giết tới mức mà chặt đứt lìa cái cổ của ổng, rồi cắm vào trong cái cây gậy á, để giữa nhà. Còn vợ của ổng là nằm ở trên giường mà bị một nhát dao đâm thẳng vào trong tim. Tối hôm đó là nhà của ổng là có vài người tới nữa, thì kiểu như là người giúp việc hay sao đó. Thì nam nha là bị cắt cổ, còn nữ là bị lột hết quần áo treo lên như vậy. Trời ơi, nhà của ổng gọi là thảm án luôn á, rúng động cả một cái vùng vào thời điểm đó. Nhưng mà báo đài thì làm gì có mọi người, ngày xưa mà. Chỉ có một cái điều rất là lạ là người ta không phát hiện ra là con trai của ông Toàn đâu hết trơn đó. Năm đó là thằng bé nó cũng được 10 tuổi rồi, thì có khi nào là thằng bé này bị bắt đem đi hay không? Thì nhiều người người ta đồn quá trời là đồn luôn. Và toàn bộ những sự nghi ngờ là người ta đổ dồn lên trên đầu của ông Lý. Bởi lẽ ai cũng đều biết là ông Lý rất là ghét ông Toàn, luôn luôn muốn chiếm cái công việc làm ăn của ông Toàn. Bởi vậy lúc đó khi mà để xoa dịu đi cái lòng người như vậy á, ông Lý là cái người đứng ra tổ chức tang lễ cho cả gia đình của ông Toàn. Nhưng mà những người làm trong nhà thì người ta biết, người ta thấy rõ ràng trước cái đêm mà nhà của ông Toàn á, xảy ra chuyện, là ông Lý ổng nói chuyện riêng với cái người đại ca. Và sau khi mà gia đình của ông Toàn chết, thì cái người đại ca đó không một lần nào quay trở lại nhà của ông Lý, giống như là biến mất luôn vậy đó. Là những người làm là người ta đoán hòm hòm rồi, nhưng mà người ta không tiện nói ra,
bởi vì sợ là mình sẽ bị liên can. Sau khi mà tang lễ của nhà ông Toàn kết thúc thì nói thiệt là điều tra hoài cũng không có một cái manh mối nào hết, nên là người ta quy chụp rằng là đây là một cái vụ là giết người cướp của. Tại vì tài sản trong nhà của ông Toàn lúc đó đó, những cái đồ mà có giá trị là đều bị đem đi hết rồi. Thì sau khi mà kết thúc mọi thứ thì nói thiệt là những người trong gia đình của ông Lý á, những người làm á mọi người, người ta mới phát hiện ra là ông Lý này ông có những cái dấu hiệu rất là bất thường vào ban đêm. Đêm nào ông cũng nằm mơ thấy ác mộng. Ông đều la đúng một câu là tha cho tao đi, tha cho tao đi. Thì không biết là ông nằm mơ thấy gì mà ông cứ thốt lên cái câu là tha cho ông, tha cho ông. Là người ta cũng đoán có khi nào là vong hồn của ông Toàn hiện về để mà hù nhát, để mà đòi cái món nợ nào đấy mà chính ông Lý này đã gây ra cho gia đình của người ta. Cho tới khi mà ổng chịu đựng hết nổi mọi người, ổng mới kêu người làm trong nhà của ổng là đi kiếm thầy cho ổng. Thì cũng tìm được một cái ông thầy ở một cái làng khác, mời ông thầy về nhà đó. Thì hai người này nói chuyện với nhau, thì người ăn cái ở người ta cũng rình người ta nghe, thì mới biết được một sự thật là ổng thừa nhận ổng đã kêu cái người đại ca đó là giết cả gia đình của ông Toàn, rồi cho người đại ca đó một số tiền, kêu người đại ca đó là trốn đi luôn đi và đừng bao giờ quay trở lại. Thì bây giờ là ổng thường xuyên ổng nằm mơ thấy ông Toàn này hiện về. Ông Toàn người máu me không à, rồi chấm cái gậy á, là cứ đi tới chỗ ổng, bóp cổ ổng, rồi đòi ổng là trả mạng đi. Ổng sợ quá. Và ổng hứa với cái người thầy Pháp này là ổng sẽ trả một cái số tiền rất là lớn, chỉ cần là ông thầy Pháp giúp cho ổng không có bị vong hồn của ông Toàn về để mà đòi mạng nữa. Thì cái ông thầy Pháp này, ổng mới nói với lại là ông Lý á, là bây giờ bắt buộc là phải đi ra cái mộ của ông Toàn đó để mà chứng nghiệm ổng. Thì kể từ nay là ổng sẽ không bao giờ có thể hiện hồn về để mà báo oán nữa. Lúc đó là người thầy Pháp mới dạy ông Lý làm như vậy nè, mới kêu ông Lý là bây giờ là lấy 3 cây đinh, rồi hả, đóng ở 3 cái góc của cái nơi mà chôn cất ông Toàn đó mọi người. Đóng 3 cái đinh đó theo cái hình tam giác ở ngay cái mộ của ổng, rồi lấy một cái hình nhân nè, là ông thầy này đó mọi người, ổng đã dán bùa lên trên cái hình nhân đó, rồi ổng đã ghi hết toàn bộ bùa chú. Ổng kêu là dùng cái đó đó chôn ở dưới cái mảnh đất, ở dưới cái nơi mà đã chôn cất ông Toàn đó, thì cứ làm y chang những gì mà ổng nói đi. Thì kể từ đó là vong hồn của ông Toàn không có hiện về nữa đâu. Thì ông Lý ổng làm theo mọi người. Ngày đó là ổng đi ra cái nghĩa trang đó có một mình ổng thôi, là ổng chôn, ổng đóng làm sao đó. Thì kể từ đó là những người làm trong nhà không thấy ban đêm là ông Lý ổng la lên rằng là tha mạng cho tao đi, tha mạng cho tao đi. Và ổng cứ như vậy ổng sống yên bình suốt 10 năm trời. Nhưng mà 10 năm trời ổng sống yên bình đó thì những người con của ổng cực kỳ là quậy phá. Ta nói hai đứa con là nó quậy banh trời lỡ đất luôn. Cái người con gái lớn của ổng tên là Mai nha. Thì cái con bé này mọi người, nó là một đứa con gái cực kỳ là dâm dục luôn. Người làm ở trong nhà mà ai là con trai nha là đều không thoát khỏi bàn tay của nó. Nó đè người đó ra là phải làm cái chuyện đấy với nó. Thậm chí á, khi mà ông Lý ông phát hiện á, ổng đuổi bớt cái người làm là con trai đi nha, thì cái đứa con gái của ổng là đi sang những cái vùng khác để mà kiếm đàn ông á, để mà thỏa mãn cho cái việc mà tình dục. Trời ơi, nó lăng loàn kinh khủng khiếp luôn. Ổng chửi hoài nhưng mà con của ổng không có chịu nghe. Còn về cái người con trai của ổng á, thì bởi vì là được nuông chiều á, nên là cứ lấy tiền của gia đình để mà đi bài bạc, đá gà, rồi đủ trò hết. Nói chung là cái đứa con trai thì nó không có gái gú, nhưng mà cứ lấy tiền để mà chơi cờ bạc. Mà bài bạc nó có ma mà mọi người, một hai lần còn ăn được, chứ nhiều lần sau á, sao mà ăn. Cứ như vậy là nó cứ lấy tiền của ổng, nó cứ chơi. Ổng rất là mệt mỏi. Cho đến một ngày nha, là hôm đó ông Lý ổng cùng với người làm đi ra ngoài chợ để mà thu tiền nợ. Trong cái lúc mà đi như vậy á, là có một cái thằng nhóc, dáng vẻ của nó y chang một cái thằng ăn xin vậy đó. Thì nó chạy ngang qua đụng trúng người của ông Lý. Khi đó thì ông Lý ổng phát hiện là tiền trong túi của ổng mất tiêu rồi. Thì ổng nhìn là ổng biết là thằng đó vừa mới lấy tiền của ổng, chuẩn bị dí theo để mà bắt á. Thì từ ở đâu có một cái người thanh niên nhảy ra dí theo thằng nhóc đó.
cái thằng nhóc đó khi này là nó chạy không nhanh bằng cái người thanh niên đó, nên là nó sợ bị bắt quá nó mới quăng tiền ra. Cái người thanh niên đó mới lụm cho ống tiền đấy để mà đi ra ngay chỗ cung lý, mới kêu rằng là ông ơi ông, tiền của ông đúng không, con lấy lại cho ông rồi nè, thì mới đưa cho ông Lý. Khi này là ông Lý ông mới câu mày, ông lấy lại cái tiền rồi ông mới nói rằng là mày là thằng nào mà tại sao tao nhìn mày lạ quá vậy, ở trong vùng này ai tao cũng biết hết. Thì khi này là cái anh thanh niên ảnh mới nói rằng là con là cái người ở vùng ở bên kia, ở bên đó là không có việc làm nên là con mới mần mò qua bên đây con kiếm việc con làm đó ông. Ông Lý ông mới nói thêm rằng là mày có biết là trong này á hả, cái số tiền ở trong đây á là đủ cho mày hả ăn hả mấy tháng trời không. Thì anh thanh niên ảnh gật đầu kêu dạ không con không biết, nói chung là con thấy ai mà khó khăn thì con giúp đỡ thôi, con thấy mà chuyện bất bình thì con phải xương tay để mà tương trợ. Khi mà nghe như vậy á là ông Lý ổng rất là ân bụng, tại vì vốn xuất phát điểm của ổng là dân anh chị em, ổng sống mặc dù là ác thiệt nhưng mà ổng kiểu rất là biết điều với mọi người đó, có chung là ai mà nợ ổng là ổng sẽ đòi, mà ổng mà nợ ai thì ổng sẽ trả. Ông Lý này ổng mới móc tiền ra để mà cho cái anh thanh niên kiểu như là trả ơn á. Thì cái anh thanh niên này ảnh không có lấy, ảnh mới kêu rằng là ông ơi nếu mà được thì ông đãi cho con một bữa ăn thịnh soạn đi, thì con biết ơn ông nhiều lắm chứ tiền là con không có dám nhận đâu, tại vì mình phải làm công làm này làm kia thì mình mới nhận tiền chứ có cái gì đâu mà phải nhận tiền. Thì ông nghe như vậy là ông cũng ưng đó mọi người, ông mới nói rằng là mày ngon ha, mày hả dám ra điều kiện với tao, mày có biết là tao là ai không. Thì anh này anh mới nói rằng dạ biết chứ, ông là không chỉ nổi tiếng ở cái vùng này mà còn nổi tiếng ở cái vùng khác nữa kìa, ông là một cái người nổi tiếng là vì giàu có này nọ rồi kinh doanh làm ăn rất là được vậy đó. Thì ổng nghe như vậy tự nhiên ổng khoái mọi người, kiểu giống như là danh tiếng của ổng nảy lừng như vậy đó, nên là ổng cũng đồng ý để mà đãi anh này ăn một bữa. Thì vào trong chợ là ổng cũng đãi ảnh ăn. Trong cái lúc mà ăn như vậy là ổng với lại là anh này có nói chuyện qua đôi ba câu, thì ổng ưng bụng dữ lắm luôn. Cái người đi làm mà cùng á, người ta nói á, ổng nói chuyện với anh này mà ổng vui vẻ ơi là vui vẻ. Thì ổng có hỏi anh này rằng là mày là cha mẹ hay sao, rồi mày biết làm gì làm kia. Thì ảnh cũng nói rằng là ảnh không có cha không có mẹ, rồi ảnh là biết làm ví dụ như là nấu ăn nè, rồi họ làm việc này việc kia, việc nặng việc nhẹ gì ảnh cũng làm được hết, miễn là làm kiếm ra tiền. Thì lúc đó là ông Lý này ổng mới đánh tiếng, ổng mới kêu rằng nếu được á thì thôi là mày vào nhà tao mày làm luôn đi, tao nhận mày làm người giúp việc trong gia đình của tao, mai mốt là mày lo việc này việc kia rồi nấu ăn nấu uống phụ giúp gia đình. Thì ảnh nghe như vậy là trời ơi mừng ơi là mừng luôn, chứ điều là muốn quỳ xuống cảm ơn ông Lý. Rồi ông Lý á với lại là người làm đi chung bữa đó đó với lại là anh này về nhà, thì khi mà về nhà là ông Lý ổng mới kêu người làm là giới thiệu ảnh cho mọi người đi thế này thế kia, và nhận anh này vào chính thức làm luôn. Cái anh này ảnh tên là Sâm nha. Khi mà anh Sâm vào trong nhà của ông Lý làm á, thì lúc đó là ông Lý ông mới phát hiện ra là anh Sâm này nấu ăn rất là ngon. Nên kể từ đó đó là cái việc mà nấu ăn cho ông á là anh Sâm này ảnh đảm nhiệm luôn. Và cứ như thế là thời gian trôi qua, mọi thứ rất là bình thường mọi người. Cho tới một đêm nha, thì người ta mới nghe thấy những cái tiếng la hét của ông Lý. Ông la mà ông kêu là tha cho tao, tha cho tao, tha cho tao đi. Thì khi đó là cả nhà thức nhất luôn, mới vội là chạy vào là hỏi ông Lý làm sao. Thì cái mặt của ổng là xanh lè xanh lét, ổng mới đuổi mọi người ra. Thì cái lúc đó đó là những người mà làm lâu năm là người ta nghi nghi rồi. Tại vì á cả 10 năm trời rồi chưa bao giờ một lần nghe ông Lý la lại cái câu đó. Trong suốt 2-3 ngày sau nha, là ông vẫn cứ la như vậy. Trong đêm là cứ la là làm ơn tha cho tao đi, làm ơn tha cho tao đi, tao xin lỗi, tao xin lỗi mà. Lúc đó là cả gia đình rất là bàng hoàng nha. Thì anh Sâm ảnh mới hỏi mọi người rằng là có chuyện gì mà sao ông chủ ổng la dữ vậy ta. Thì mọi người mới túm tụm lại kể lại cho anh Sâm cái câu chuyện năm xưa. Tại vì người làm người ta biết, nhưng mà người ta không có muốn nói ra cái sự việc đó. Miếng cơm manh áo của người ta liên quan tới ông Lý, nói ra một cái mà ổng phát hiện nha là ổng giết luôn á chứ đừng nói. Thì người ta mới nói rằng là năm xưa là ở trong cái vùng này là có gia đình của ông Toàn vậy 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 đó. Thì cái đêm đó là gia đình của ông Toàn chết hết. Rồi cái người mà đại ca làm việc cho ông Lý cũng biến mất luôn. Thì người ta quy chụp rằng có thể chính ông Lý là người đã ra tay để mà sát hại. Cho tới khi nha mà vong hồn của ông Toàn về đây hù nhát ông Lý. Ông Lý sợ quá mới mời thầy
thì cái ông thầy đó tên là Cần ở cái chỗ đó đó là mời về đây á, thì ông Lý ổng thừa nhận là cái việc ổng làm, thì nhờ ông thầy là chứng yểm vong hồn của ông Toàn giùm. Đó là mọi người kể hết là cái chuyện trong nhà này á cho anh Sâm nghe. Thời điểm đó đó là ông Lý ổng hoang mang dữ lắm, rõ ràng là đã chứng yểm được 10 năm rồi, sao tự nhiên bây giờ lại gặp như thế. Nên là hôm đó đó là ổng mới kêu người làm là đưa ổng ra cái nghĩa trang năm xưa. Thì ổng đi ra cái nghĩa trang đó, ổng đi có một mình ổng ra thôi. Thì không biết là ổng thấy cái gì, nhưng mà lúc ra là cái mặt của ổng tái lại. Từ phía bên trong là người ta nhìn thấy là quả nó bay ra, quá trời luôn. Ổng về nhà ổng nghỉ một hai ngày, thì ổng mới kêu người làm á là bây giờ là chở ổng qua nhà của ông Cần, cái ông thầy Pháp năm xưa mà ổng đã nhờ chấn yểm đó. Thì ổng đi qua nhà của ông Cần cùng với lại là người làm nha. Thì ổng tới nhà của ông thầy Pháp đó thì thấy trống quơ trống quất, nhà không có một ai, mới kêu người làm là chạy xung quanh để mà tìm thử coi á, hỏi han mọi người là ông Cần ổng còn ở đây không, tại vì sợ rằng là ông Cần ổng đã đi nơi khác rồi. Thì lúc mà hỏi han xung quanh thì mới phát hiện ra được cái sự việc là như thế này. Có một cái ông câu cá ổng ở gần đó thì ổng mới được hỏi, ổng mới được trả lời. Thì ổng nói rằng là bộ mấy người là ở vùng khác tới đúng không? Thì ông Lý ổng kêu dạ đúng rồi, chúng tôi ở vùng khác tới, tới đây để mà nhờ, để mà gặp ông Cần có chút việc. Thì người ta mới nói là ông Cần ổng chết rồi, ổng vừa chết cách đây mấy ngày, mà cái chết của ổng rúng động lắm, ai mà ổng biết, chỉ có những người lạ tới đây mới ổng biết thôi. Thì khi mà nghe như vậy á, trời ơi ông Lý hả, ổng hoang mang dữ lắm. Thì ổng mới hỏi là ông Cần chết như thế nào. Thì người ta mới kể nha, ổng chết thấy ghê lắm, ổng là bị người ta cắt cổ, xong rồi là treo lủng lẳng ở giữa nhà luôn. Thì không biết rằng là ông Cần này ổng có tu thù gì không mà người ta giết ổng kinh khủng như vậy. Khi tự nhiên nghe tới cái chết của ông Cần á, là ông Lý ổng nhớ về cái vụ án năm xưa của nhà ông Toàn, ổng rung ơi là rung luôn. Ổng mới vội là xin phép cáo từ ổng đi về nha. Ở trên xe là nhìn cái là tao nói thiệt là biết được ổng đang suy nghĩ cái gì rồi. Ổng tới nhà của ông Cần từ lúc mà sáng sớm, tới khi mà chạy về tới nhà của ổng là tới đầu giờ trưa đó. Là người ta mới thấy là nhà của ổng quá trời người luôn. Ổng có nói ủa sao tự nhiên bữa nay nhà mình đông người quá vậy. Thì ổng mới chạy vào nha. Thì người làm mới nói rằng là ông chủ ơi, cô Mai chết rồi. Ổng nghe một cái là ổng tán cái người làm nó liền. Ổng kêu là mày nói gì vậy, sao mày dám nói bậy, mày chủ con tao. Thì lúc mà mọi người né ra, ổng mới nhìn thấy trời ơi đúng thiệt, con của ổng đang nằm ở dưới đất nha mọi người, được trải một cái tấm chiếu lên mà người máu me không, mặt mày ta nói là trắng phệt ra. Ổng mới vội chạy tới, ổng mới lay con ơi. Tại vì cái người con gái này rất là giống vợ của ổng, nên là ổng thương dữ lắm. Mà bây giờ là ổng thấy con của ổng lạnh tanh như vậy, trời ơi ổng ôm con của ổng, ổng khóc quá trời là khóc luôn. Ổng không còn biết gì nữa mọi người, đâu có bình tĩnh được nữa đâu. Tới khi mà công an chính quyền người ta tới đó, người ta mới làm việc, thì người ta mới tường thuật lại là như vậy nè. Là sớm hôm đó là nhiều người, người ta đi ngang qua cái cây ở đầu làng đó mọi người, là người ta nhìn thấy là có một cái người phụ nữ lủng lẳng ở trên cái cây, mà ở trên người á không mặc một bộ quần áo nào hết. Lúc mà người ta thấy á, người ta la quá trời là la. Tới khi mà tụ tập đông lại á, thì đưa xuống á, là thấy là cái cổ của cô gái đó đó là bị cắt một nhát rồi, sau đó là bị lột đồ rồi treo lên. Mà cái cô gái đó lại chính là Mai, con gái của ông Lý. Người ta mới vội đưa về nhà. Thì ông nào ổng điên lắm mọi người, ổng quyết là phải tìm ra được hung thủ, là phải bắt cái người đó trả giá cho bằng được. Ổng giàu mà ổng chi tiền ra. Nhưng mà khổ nổi, từ ban đầu á, là con gái của ổng á, là bé Mai này nè, nó là một người phụ nữ lăng loàn đó mọi người. Nó ngủ hết với người này người kia, nó cặp hết tới người này người kia. Nên cái việc mà để mà tìm ra thử coi ai là người hại nó là một cái chuyện giống như là mò kim đáy bể vậy đó. Thì ổng phải đau đớn để mà dựng rạp lên để mà tổ chức đám ma cho con ổng. Cái lúc mà tổ chức đám ma đó thì không thấy con trai của ổng đâu. Ổng điên tiết lên nha. Thiệt là ổng gặp người nào là ổng chửi người đó, ổng gặp người làm là ổng đánh người đó.
kêu đó là đi tìm con trai của ổng về để mà dự tang lễ cho chị của nó. Nhưng mà tìm đâu được, tại vì con trai của ổng á, mỗi lần mà nó đi một cái nha, là nó đi ta nói là cả tuần, cả nửa tháng nó mới về. Nó gom tiền của ổng một lần, nó đi đánh bài cho đã cái nư rồi nó mới về nha. Nên là không biết gì hết trơn hết mọi người. Tới khi mà tổ chức tang lễ xong á, là con trai của ổng mới về nhà nha. Khi mà nó dung dăng dung vẻ nó về như vậy á, là nó thấy ổng ngồi đằng trước nhà với lại là cái bàn thờ của chị nó. Nó không hiểu gì luôn mọi người. Nó mới lao vào, nó mới hỏi là chất vấn là trời ơi, chị của con sao vậy? Sao vậy ba ơi? Thì khi đó là hai cha con là thiếu điều là quýnh nhau luôn. Là ổng lao vào là ổng đánh thằng con trai của ổng, thằng Bảo á. Nó kêu rằng thằng mắc dạy, mày đi đâu bây giờ mày mới về? Chị của mày hả, chết lạnh lẽo rồi bây giờ mày mới về hả? Thì biết rồi, nó đến bài mà nó mới kêu rằng con đi làm ăn xa, kiểu như nó xào vậy đó. Nhưng mà ổng biết, ổng thừa biết. Rồi ông Lý ổng cũng kể cho con trai của ổng nghe là bé Mai nó chết sao đó mọi người. Thì con trai của ổng tức lắm, mới lao ra khỏi nhà mới kêu rằng là con phải tìm coi đứa nào giết chị của con sẽ trả thù cho bằng được, con sẽ băm thay nó ra. Thì ông Lý ổng cản lại, ổng kêu là mày cứ ở yên trong nhà đó cho tao đi là được rồi, còn lại là để tao giải quyết. Thì khi này nha mọi người, là chính quyền người ta cũng tới, người ta cũng điều tra, người ta nói là hôm đó là có người thấy á, là bé Mai nó đi chung với một người thanh niên. Nhưng mà cái người thanh niên này là đội nón che một nửa mặt rồi, nên là người ta không nhận ra đó là ai. Thì chắc có lẽ là cái người thanh niên đó là cái người đã hãm hại bé Mai. Nhưng mà vẫn đang trong quá trình điều tra. Thì người ta mới kêu rằng là bây giờ ổng với lại là con của ổng là đừng có đi ra khỏi nhà. Có thể là ổng là trong cái quá trình mà ổng làm ăn thì ổng tư thù với ai đó, nên là bây giờ là người ta muốn trả thù nên là mới làm như thế. Thì ổng cũng nghe lời, ổng ở bên trong nhà. Mà mọi người thừa biết là con trai của ông này á, đâu có yên thân yên phận mà ở trong nhà đâu. Anh này là anh phải cờ bạc, nên là cái hôm đó ảnh lại gom tiền của ông Lý bỏ đi nữa mọi người. Tới khi mà ông Lý ông phát hiện là ông điên, ớ là điên, ông tức quá trời là tức luôn. Nhưng mà thời điểm đó không biết làm sao mà sức khỏe của ông là ngày càng tiều tụy đi nha. Có thể là người ta nghĩ đơn giản là do sau cái chết của con của ông á, nên là ông yếu dần đi. Ông ho rất là nhiều. Cho tới cái đêm đó thì người ta lại nghe thấy cái tiếng la của ông là tha đi, tha cho ông đi. Thì mọi người mới vội là chạy vào á, là thấy mồm của ổng toàn máu không mọi người. Trời ơi, anh Sâm nè, rồi mấy người làm khác mới chạy tới hỏi là ông chủ có sao không. Thì ổng mới nói là thôi không có sao đâu, tụi bay đi ra đi. Thì trong cái lúc mà mọi người đang đi ra như vậy đó, là ông Lý này ổng mới thốt lên một câu: Phong, lấy cho ông ly nước. Thì khi mà nghe như vậy là anh Sâm ảnh mới trả lời là dạ con biết rồi, ông đợi tí. Anh Sâm này ảnh vừa mới dạ một cái nha, là ông Lý ổng lấy một cái con dao từ ngay ở dưới cái gối đầu giường của ổng á, ổng lao vào luôn, ổng kề vào trong cổ của anh Sâm. Rồi ổng mới la lớn lên: thì ra là mày đúng không, là mày chính là cái người đã gây ra tất cả mọi chuyện. Lúc đó người làm người ta quảng luôn á, người ta tôi cái gì vậy, ông chủ làm cái gì vậy. Thì khi đó là mặt của anh Sâm á mọi người không hề thay đổi luôn, tại vì ảnh biết là ảnh đã bị phát hiện ra rồi. Phong á chính là tên của con trai của ông Toàn năm xưa, tại vì ông Lý ổng cũng không phải là một người ngu. Ổng mới bắt đầu là ổng ngồi ổng suy nghĩ rất là nhiều đêm, ổng mới nói rằng là tại sao lại có nhiều cái sự trùng hợp tới như vậy. Thì ổng mới chợt nhận ra từ cái lúc mà ổng nhận anh Sâm này vào làm nha, là nhà của ổng xảy ra nhiều chuyện. Rồi những cái vấn đề đó nó lại liên quan tới cái chết năm xưa. Mà năm xưa thì người ta lại không tìm được con trai của ông Toàn. Thì ổng mới nảy ra một cái ý nghĩ là có khi nào là Hằng Sâm là con của ông Toàn, là cố tình dựng lên cái câu chuyện mà bị cướp tiền ở ngoài chợ đó, để mà có thể vào trong nhà của mình để mà làm, rồi gây ra cái việc này. Nên đêm tối hôm đó là ổng mới thử mồi một câu là Phong. Thì ai về đâu á, là anh Sâm này ảnh quen với cái tên đó rồi, nên vừa mới nói một cái là ảnh dạ thì ổng đoán ra được ngay. Thì khi này là anh Phong ảnh thừa nhận luôn mọi người. Ảnh nói rằng đúng, tôi không phải là Sâm, tôi là Phong. Tôi là con của ông Toàn ngày xưa đó, mà đã bị ông hãm hại. Tôi biết được cái nguyên nhân cái chết của ba tôi, thật ra là do ông. Bao nhiêu năm trời hả, tôi cực khổ, tôi lang thang ở ngoài đường, tôi đợi tới ngày hôm nay để mà tôi vào được trong nhà của ông, để mà tôi trả thù cho cha mẹ của tôi. Tôi chính là cái người đã giết con gái của ông,
chưa hết đâu, con trai của ông đó nó cũng đã bị tôi giết rồi. Trời ơi, lúc đó nha, là ông này ổng như phát điên á mọi người. Là ổng nói rằng là được rồi, vậy thì tao sẽ giết chết mày để mà tao trả thù cho hả con của tao. Lúc đó là giằng co ghê lắm. Cuối cùng thì sao? Chính quyền người ta tới, là bởi vì người làm á, người ta thấy cái cảnh đó là người ta vội, là người ta chạy đi kêu rồi. Tới thì bắt được anh Phong, rồi cũng bắt ông Ma Lý này luôn. Lúc này thì người ta mới điều tra ra được cái sự việc năm xưa. Trời ơi, nó rúng động luôn mọi người, như là một bộ phim luôn. Thì sau đó khoảng độ một tuần á, giống như là cái quả báo sao đó mọi người, là ông Lý này ổng lên cơn co giật á, ổng thắt tim rồi ổng cũng chết luôn. Sau khi mà ổng chết thì người ta cũng phát hiện là cái người con trai của ông này đó mọi người, chết trôi trên sông rồi. Mà cái xác chết của anh con trai á, thấy ghê lắm. Tao nói hai con mắt của mọi người là bị cá nó rỉ hết trơn rồi, tay chân á là nó bị lủng la lủng lẳng, ruột á là không còn cái gì luôn, theo kiểu như là bị trôi xong nên là cá nó rỉa từng miếng thịt gì đó. Và khi này là tất cả những người trong gia đình của ông Lý này chết hết, không còn một người nào luôn. Và đó là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Mọi người thấy sao về câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện lần sau.